Hello, xin chào tất cả anh em đam mê hàng bãi, hàng thao máy công nghiệp. Video hôm nay ngày 21 tháng 6 thì tiếp tục chào bán cho anh em một số mặt hàng thao máy đã qua sử dụng, như là nguồn, một bộ nguồn 12V 5A này cho các bác anh em thắp đèn led này. Ở đây em có thêm những cái khay inox, những cái ổ cắm đã qua sử dụng anh em nhé, những bộ trục Z, bộ chân đế và những cái thanh nhôm, đèn báo thiết bị máy này. Ở đây thì có thêm những cái ke góc, bộ ray trượt cho anh em về chế cháo tủ này, những bộ vít me, ke góc inox, những bộ trục vít, những bộ tay quay, bộ lưới, những bộ chân đế, bộ bánh xe và một số ke góc bằng nhôm anh em nhé. Rồi, anh em mua hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên góc màn hình. Anh em mua hàng nhớ đăng ký kênh, ủng hộ em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Đi vào chi tiết từng sản phẩm hôm nay. Mã đầu tiên lên cho anh em đó là mã M1. Có giá là 200.000 đồng một. Ở đây thì chỉ có một mã thôi anh em nhé. Em lên cho anh em một mã duy nhất là M1, có giá là 200.000 đồng. Ở đây là những ke góc. Đây những cái ke góc có kích thước nó chỉ rơi vào khoảng là 25mm, có nghĩa là 2,5cm nhé. Cho anh em ráp những bộ ke góc có nhôm định hình kích thước là 3x3 gì đấy. Đó. Nó màu đen anh em nhé. Bề rộng của nó chỉ là 25mm này. Chiều dài nó dài là 30mm, 3cm. Ở đây thì nó vào rơi vào khoảng gần 50 cái nhé. Gần 50 cái loại nhỏ như thế này nhé. Loại nhỏ thì rất là hiếm, anh em biết rồi đấy. Đó, mã M1 nhé. Một mã duy nhất có giá là 200.000 đồng cho anh em này. Đấy, ở đây thì nó rơi vào khoảng là gần 50 cái này. Đó. Rồi, tiếp theo mã M2. Như loại này là loại màu trắng này. Đấy. Kích thước thì y hệt thôi. Đó là 2,5 này. Anh em có nhìn thấy là 2,5 này. 2,5cm nhé. Và rộng nó vẫn, dài nó vẫn là 3cm này. Đấy, những ke góc này thì có giá là 150.000 đồng trên 30 cái anh em nhé, 30 cái. Những cái ke góc màu trắng này này, thì ở đây thì em cũng có rất là nhiều, khoảng 3-4 mã gì đấy cho anh em. Đấy, 30 cái thì ở đây thì em cũng có khoảng hơn 100 cái, 150 cái gì đấy. M2 có giá là 150.000 đồng trên 30 cái nhé. Loại nhỏ này thì rất là khó kiếm cho anh em rồi. Tiếp theo mã M3 này có giá là 200.000 đồng trên 30 cái cho anh em này. Đấy anh em, anh biết cái này có tác dụng như thế nào ạ? Đây, nó ghi là 30-60 này, có nghĩa là nó sử dụng cho những thanh nhôm 30-60 nhé. Đây là thanh nhôm 30-60. Bình thường nó sẽ cắt thì nó sẽ như thế này đúng không? Đây, cái này nó có tác dụng như thế này này, nó bịt đầu như thế này, bịt đầu để cho tránh bị va chạm ở đây xước sát gây nguy hiểm anh em nhé. Ở đây thì nó có hai lỗ để cho anh em có thể bắt ốc sẵn vào rồi. Đó, nó như thế này, nó rất là tiện nhé. Nó thiết kế ra dùng để cho những cái này. Đó. Và mã M3 này có giá là 200.000 đồng trên 30 cái nhé. Loại này thì rất là hiếm có này. Đó. Tiếp theo lên cho anh em mã M4. M4 có giá là 320.000 đồng một bộ bánh xe này. Bánh xe này là của Foodmaster. Đấy, một bộ này thì anh em có thể chịu tải dưới 1 tấn anh em nhé. Dưới 1 tấn. Đấy, tổng chiều cao của nó là 8cm này. Đường kính bánh ở đây là 5cm nhé. Và bề rộng bánh ở đây là 2,5cm. Đó, Foodmaster này. Đấy, hàng tháo máy đã qua sử dụng. Hầu như là nó chỉ sử dụng 1-2 lần thôi anh em nhé. Đấy. Hàng thao máy thì nó có những cái xước sát thì không thể tránh khỏi được, nó sẽ không như hàng mới được, nó sẽ có va đập, quăng quật. Đấy, bao cho anh em một cái là nó hoạt động ok này. Đấy, hoạt động ok anh em nhé.
có chân tăng chỉnh đàng hoàng này. Đấy, cho anh em có thể tăng chỉnh này. Hình thức thì nó rơi vào khoảng 90% cho anh em nhé. Mã M4 có giá là 320.000 đồng một bộ này. Tiếp theo mã M5 này cũng là của Footmaster thôi. Có giá 600.000 đồng một bộ cho anh em nhé. Hàng cực to. Bộ này thì chịu tải cho anh em lên tới 2 tấn này. Dưới 2 tấn cho anh em nhé. Đấy, tổng chiều cao ở đây là 12cm này. Đường kính bánh ở đây là 7cm này. Và bề rộng bánh ở đây là 3cm anh em nhé. Đấy, một bộ thì gồm 4 bánh này. Đấy, bộ này thì nó đang bị vướng một chút cát ở trong này. Về phải xịt một chút RP7 thì nó mới quay mượt được anh em nhé. Đấy, đang quay hơi nặng một tay một chút. Vì hàng bãi họ ném ở bên ngoài. Nó sẽ dính một chút bụi và một chút cát. Đấy, mã M5 này giá là 600.000 đồng một bộ anh em nhé. Đấy, hàng tháo máy này thì nó có xước sát như thế này này. Đấy, vẫn có chân tăng chỉnh cho anh em nhé. Đấy, Footmaster M5 giá 600.000 đồng một bộ cho anh em nhé. Tiếp tục là mã M6 anh em nhé. Đấy, giá là 180.000 đồng một bộ này. Đấy, của Auto CFT. Bộ chân này thì của Karimaster nhé. Đấy, tổng chiều cao của nó là 17cm nhé. 17cm. Đấy, đường kính chân là 7,7cm này. Và đường kính trục ở đây của nó là 20mm nhé. Có nghĩa là 2cm. Đấy, những con ốc này thì anh em có thể ra tiệm mà mua rất là dễ dàng nhé. Vì nó là những con ốc gen thông dụng. Đầu gen ở đây là khoảng cách giữa hai đầu gen ở đây là 2mm này. Đấy, 2mm. Đấy, nó rất là thông dụng cho anh em mua ở ngoài thị trường cũng rất là nhiều. Mã M6 có giá là 180.000 đồng một bộ anh em nhé. Tiếp theo mã M7 cũng giá 180.000 đồng một bộ. Kích thước thì y hệt thôi, con này nó cao hơn một chút này. Nó lên tận là 19cm, nó cao hơn 2cm nhé. Đấy, đường kính chân ở dưới thì nó cũng là 7,7. Và đường kính trục ở đây vẫn là 20mm. Đấy, mã M7 cũng có giá là 180.000 đồng một bộ cho anh em nhé. Một bộ gồm 4 chân đấy. Anh em lưu ý nhé, một bộ này phí ship nó lên tới 30-40.000 đồng cho anh em nhé. Vì hàng nặng, hàng khá là nặng. Một bộ rơi vào khoảng gần 5kg một bộ nhé. Tiếp theo là M8 có giá là 220.000 đồng một bộ này. Tổng chiều cao của nó là 18cm nhé. Đường kính đế, chân đế này là 7,7 này. Con này thì có thêm một cái đế cao su ở đây nhé. Đế cao su. Đấy, còn tất cả các kích thước thì nó như nhau thôi. Nó thêm một cái đế cao su. Cũng của Karimaster Auto CFT này. Mã M8 có giá là 220.000 đồng một bộ cho anh em nhé. Một bộ gồm 4 chân. Từ từ hãy gói anh nhé. Tiếp theo là mã M9 này có giá là 50.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những cái trục này. Đấy, có những cái trục và những bu lông đai ốc có sẵn luôn cho anh em nhé. Đấy, trục này là có kích thước là 16mm nhé. 16mm này. Đấy, gen ở đây thì nó là 1,5. Gen hai định gen ở đây thì nó là 1,5 anh em nhé. 1,5mm. Đấy, trên một thanh trục này có 4 con bu lông và 4 con ốc luôn nhé. Đấy, đai ốc luôn và 4 con bu lông này. Đấy, tổng chiều dài của nó là 30,5cm này. 30,5cm nhé. Đó, mã M9 này có giá là 50.000 đồng một trục như thế này. Một trục gồm 4 con ốc này và 4 con bu lông ở đây này. Đấy, và một thanh trục nhé. Ở khoảng 1/3 thanh trục thì nó có một cái, nó sẽ
chạy vát một cái thanh vuông như thế này để anh em có thể dùng cà lê hoặc là mỏ lết để giữ cố định để vặn này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nhá. Đấy, nó khoảng 1/3. Đấy, nó khoảng sau khi là khoảng 1/3 ở 30cm thì nó khoảng 10cm này. Đó, là nó khoảng 1/3, nó sẽ có một thanh vát, một đoạn vát như thế này để cho anh em cố định giữ để vặn. Đấy, đó. Mã M9 có giá là 50.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo là mã M10 có giá là 40.000 đồng một cái này. Cái này thì nó không khác gì cả. Đấy, nó cũng là một cái trục thôi. Đây, để có thêm một cái đầu như thế này nữa. Kích thước nó ngắn hơn một chút anh em nhé. Tổng chiều dài ở đây là khoảng 20cm, 20,5cm anh em nhé. 20,5cm thì ở giữa thì nó sẽ có một cái vát như thế này để cho anh em cố định nhà, hoặc là dùng mỏ lết cà lê để anh em có thể cố định để giữ nhá. Đây, cái khoảng vát này thì nó kích thước là 12,5. Thế nên anh em dùng cà lê 13 là có thể là cố định nó rồi, 12,8 này. Đấy, có nghĩa là anh em sử dụng cà lê 13 thì anh em giữ được ở đây nhá. Đường kính trục thì nó như con kia thôi, 16mm cho anh em. Con này thì nhỏ và gồm 3 cái ốc. Đấy, một cái đai và thêm một ở đây một cái ốc như thế này, ốc hình vuông này nữa. Đấy, hình thức nó như thế này anh em nhé. Đấy. Rồi, mã M10 có giá là 40.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo là M11 có giá là 30.000 đồng một cái này. Ở đây thì nó có những cục bi, nó làm bằng bi tỳ nhé. Bi thì của Hàn Quốc đây. Anh em nhìn thấy nhé, bi nó có một nhựa để nó tỳ này. À, nó đã làm nó tỳ sẵn như thế này rồi, nó có vết như thế này rồi. Đó. Đây nó nhô lên một chút để cho anh em có thể thiết kế để tỳ hoặc là chế thanh trượt này. Đấy. Rồi, vòng bi này thì nó thêm một miếng nhựa cứng ở bên ngoài. Thì miếng nhựa lớp nhựa cứng ở bên ngoài có kích thước là 37mm, có nghĩa là 3,7cm anh em nhé. Bề rộng của nó là 2cm này. Đấy. Ở đây thì có lỗ cho anh em có thể cố định taro âm xuống để cho anh em có thể cố định bằng ốc vít. Đấy. Kích thước ở đây là 6,7 chiều dài, 6,5cm chiều dài, chiều rộng là 3cm và bề dày của nó là 1,5cm anh em nhé. 1,5cm. Đấy. Mã M11 có giá là 30.000 đồng một cái này. Em ở đây thì chịu khoảng chục cái thôi. Tiếp theo lên cho anh em mã M12 có giá là 150.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tay giá màn hình máy tính nhá. Tay giá màn hình máy tính anh em lưu ý. Giá màn hình khoảng 32 inch trở lại anh em nhé. Anh em lưu ý là màn hình máy tính thôi, màn hình TV thì nó không giá được. Màn hình TV thì nó không có cái giá những cái lỗ ốc sẵn như thế này. Còn là màn hình máy tính thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn cố định rồi. Thế nên mà những cái lỗ ốc này thì tất cả các màn hình có lỗ ốc đằng sau thì đều bắt được anh em nhé. Đấy. Anh em chỉ về việc khoan hai lỗ bắt vào bờ tường thôi và anh em treo nó lên rất là ok. Mã M12 có giá là 150.000 đồng một cái nhé. Đấy. Anh em không cần quan tâm về đến kích thước như thế này. Kích thước này thì nó vừa tất cả các lỗ màn hình đằng sau rồi. Anh em chỉ quan tâm là nó nhô ra khoảng 5cm thôi. Từ bờ tường nó nhô ra khoảng 5cm thôi. Thế nên anh em lắp những cái màn hình máy tính để xem cam hoặc màn hình cố định một chỗ ấy, thì anh em lắp những cái này thì rất là tiện dụng nhé. Đấy, hoặc treo màn hình lên những cái giá cũng rất là tiện. Mã M12 có giá là 150.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo lên cho anh em mã M13 có giá là 100.000 đồng trên 5 cái này. Ở đây thì em có những cái tấm lưới che. Đấy. Che như anh em có thể là những cái quạt lớn hoặc là những cái ô thoáng lớn, anh em cần che để tránh những con vật chui vào. Đấy. Nó được làm bằng sắt anh em nhé. Có 4 lỗ ở đây thì cho anh em có thể cố định bằng ốc vít. Đấy. Đường kính nó rơi vào khoảng 38cm anh em nhé. Đường kính lớn nhất là 38cm. Đấy, em tính là hai cái đầu hai bên này này, nó ra vào 38cm cho anh em. Đấy. Nó được làm bằng sắt anh em nhé. Đấy. Mã M13 có giá là 100.000 đồng trên 5 cái tấm lưới như thế này. Đấy. Tiếp theo em về được hai con tay quay kích thước lớn nhé.
PH200 này, mã PH200. PH200 của Korea nhé, Korea đây anh em nhé. Đấy, 200 thì đơn giản nó là đường kính của nó là 20mm rồi. Đấy. Ở đây có một cái tay cho anh em vặn cái tay quay ở trên. Đấy. Và đường kính trục ở đây, đường kính cho anh em cố định trục này. Trục ở đây là 15mm nhé, có nghĩa là 1,5cm. Đấy. Trục 15. Đấy, chiều cao của nó lên tận là 7cm anh em nhé. Đấy. Rồi, mã M14 có giá là 250.000 đồng một cái, thì em về được hai cái cho anh em này. Tiếp theo là mã M15 có giá 90.000 đồng một cặp này. Ở đây thì em về được một ít ray trượt cho anh em chế ray trượt tủ nhé. Ở đây thì hàng này thì được sản xuất tại Việt Nam này, đấy, Made in Việt Nam nhé. Hàng chất cực kỳ chất lượng, hàng sản xuất tại Việt Nam nhưng công ty của nước ngoài nhé, sản xuất tại Việt Nam, hàng cũng cực kỳ chất lượng luôn cho anh em. Đấy, tổng chiều dài của nó là 20cm, khi là mở rộng lên được thì rơi vào khoảng 42cm nhé, 41cm anh em nhé. Đấy, ray thép này thì rất là dày, thép này dày là 1,5mm anh em nhé, thép dày 1,5mm, hai ray, hai hàng bi nhé, một hàng bi bên này này và một hàng bi bên này, ray ngắn 20cm này. Độ dày của nó là 2cm nhé, 2cm. Mã M15 có giá 90.000 đồng một cặp nhé. Ở đây thì em có khoảng 1, 2, 3, 4 cặp thôi, 4 cặp thôi. Tiếp theo mã M16 có giá là 35.000 đồng một cái cho anh em này, 35.000 đồng một cái này. Đấy. Ở đây thì tiếp tục về được khoảng chục cái ke góc bằng inox nhé, inox 304 anh em nhé. Đấy. Và những cái mà vết như thế này thì nó là do những cái chốt bằng thép này, nó bị han. Đấy. Thì hoặc những cái con ốc này nó bị han nên nó có dấu ở đây. Anh em mình vệ sinh đi thì nó sẽ sạch anh em nhé. Mã M16 có giá là 35.000 đồng một cái này, độ dày của nó lên tới 6mm này. Đấy. Ke góc 6mm độ dày bằng inox thì nó cực kỳ chắc chắn cho anh em. Tổng chiều dài là 10cm, bề rộng của nó là 5cm. Và chiều sâu ở đây là 3,8cm nhé, 3,8. Ở đây thì có hai con ốc thì nó cố định, nó giữ. Anh em về có thể tháo ra hoặc là để nguyên cũng được. Đấy, nó cố định những cái thanh nhôm hoặc chân đế, chân ke những thanh nhôm nhé. Đây em sẽ hướng dẫn cho anh em. Đây, tiếp tục liên quan đến những cái thanh nhôm định hình như thế này. Đây, nó là ke góc như thế này nhé. Đây, nó sẽ để như thế này. Đấy, nó là giữ như thế này. Thì ra bên này, ra bên này thì quay sang mặt bên này thì hai cái lỗ này này nó đã nằm gọn vào giữa trung tâm những cái lỗ cái thanh trượt rãnh này rồi. Anh em chỉ việc bắt ốc vào là rất là chắc chắn này. Đấy. Nó thiết hàng công nghiệp, nó thiết kế rất là chuẩn anh em nhé. Rồi, mã M16 có giá là 35.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo mã M17 có giá là 50.000 đồng một cặp này. Tổng chiều dài của nó là 25,5cm anh em nhé, 25,5cm đấy. Nó chỉ có một hàng, có một rãnh bi thôi, nên mà chịu lực của nó hơi kém một chút, anh em lưu ý này. Rãnh bi chỉ có dài 6cm thôi đấy. Thế nên mà nó chịu lực hơi kém một chút, anh em lưu ý không sử dụng hàng nặng nhiều nhé. Đấy. Ở đây thì một đầu thì anh em có thể rút ra được này, một đầu có thể rút ra được và một đầu nó sẽ chốt lại. Đấy, chốt lại như thế này không rơi nhá. Anh em quay ngược thì nó sẽ rơi, còn anh em quay xuôi thì nó sẽ không rơi. Đấy, tổng chiều dài của nó là 25,5 và khi mà giơ ra thì nó đi lược là 44cm nhá, 44cm, 44cm. Mã M17 có giá là 50.000 đồng một cặp anh em nhé. Ở đây thì em cũng có ít thôi, khoảng 4-5 cặp gì đấy thôi. Tiếp tục mã M18 này có giá là 70.000 đồng một cặp cho anh em nhé. Đấy. Thanh này thì ray thì nó là ray 2 tầng. Đấy, 1, 2, 3 tầng luôn chứ không thèm 2 tầng đấy anh em nhé. 1, 2, 3 tầng trượt. Đấy, tổng chiều dài của nó là 30cm này. Đấy, khi nó ra hết cỡ thì nó rơi vào được khoảng là 60,
2,5 cm nhé, rơi được 62,5. 62,5 cm. Bề rộng của nó là 4,5 cm và bề dày của nó là 1 cm anh em nhé. Mã M18 có giá là 70.000 đồng một cặp này, ở đây em chỉ có 2 cặp thôi. M18 đây lại. Đây thì em ghi nhầm mã một chút, em chỉnh sửa một chút anh em nhé. Em cho lên nó là 48 luôn đi. Đây mã M48 này có giá là 60.000 đồng một cặp anh em nhé. Đấy, tổng chiều dài của nó là 30 cm. Đấy. Khi nó vươn hết cỡ thì nó rơi vào khoảng là 53 cm nhé, 53 cm. Đấy. Bề rộng là 3,5 và bề dày cũng là 1 cm nhé. Anh em vẫn lưu ý nhé, một đầu thì nó sẽ trượt ra được và một đầu nó sẽ không trượt ra được, nên anh em có thể lắp về, có thể nghiên cứu cách lắp để cho nó khi mà lôi ngăn kéo ra nó không bị tuột ra này. Đấy, lôi ngăn kéo không bị tuột ra nên anh em cho cái đầu cho cái đầu không tuột nó sẽ lôi ra ngoài nhé, còn khi mà anh em lắp đầu tuột như lôi như thế này thì nó sẽ tuột ra ngoài. Đấy. Đấy, hoặc anh em về có thể thiết kế chốt tùy anh em. Đấy. Mã M48 có giá 60.000 đồng một cặp nhé. Ở đây thì em cũng có ít thôi, khoảng 5-7 cặp thôi anh em nhé. Tiếp tục mã M19 có những bộ vít me quay hai đầu anh em nhé. Đấy anh em lưu ý này, đây nó sẽ gộp lại hai đầu này. Khi mà mình xoay nó sẽ gộp hai, nó gộp lại này. Và khi mà xoay nó tuông ra này, đấy nó sẽ tuông ra. Đấy, rất thích hợp cho anh em về chế những cái bộ máy tiện mini. Khi mà nó quay hai đầu lại như thế này thì anh em có thể chế ra một cái tay quay. Đây anh kẹp cái phôi. Đấy, kẹp cái phôi bên trên. Bên trên thì ở đây có sẵn cái đế, cái đế để cho anh em có thể bắt một thêm một cái motor bên trên và một cái đầu giữ thôi. Đấy, khi mà anh em kẹp lại thì là motor và cái hai đầu nó sẽ kẹp cái phôi lại, thì anh em chỉ việc sử dụng thôi, rất là tiện dụng cho anh em nhé. Đấy. Đấy, tổng chiều dài ở đây vào khoảng là 31 cm anh em nhé, anh em lưu ý 31 cm. Ray thì là ray 1605, có nghĩa là vít me này có đường kính cục vít me này là 16 mm, và 05 có nghĩa là mỗi vòng nó đi được 5 mm. Đấy, một vòng nó xoay được 5 mm anh em nhé. Đấy, hai bên nó gộp lại thì một vòng nó xoay được 1 cm, nên anh em cũng rất là tiện dụng khi mà anh em dùng để kẹp những phôi nhỏ, anh em chế máy tiện mini. Đấy. Ở đây thì có sẵn hai bát hai đầu cho anh em có thể cố định xuống dưới rồi. Mã M19 có giá là 140.000 đồng nhé, chỉ có 140.000 đồng một cụm như thế này thôi. Đó, anh em về mua một cái vít me thôi hoặc là một bộ con trượt này thôi thì nó cũng khá là cao rồi. Tính ra để anh em mua từng linh kiện như thế này thì khá là rẻ luôn. Đấy. Tiếp theo mã M20 có giá là 190.000 đồng một cái này. Đấy. Tiếp là những cái ke góc bằng inox cho anh em về chế cháo sử dụng anh em nhé. Đấy, tổng chiều dài là 19 cm này. Chiều rộng ở đây là 12 cm này. Đấy. Chiều sâu ở đây là 7 cm nhé. Và inox này là nó dày là 3 mm anh em nhé. Inox dày 3 mm cho anh em. Hàng inox thì rất là bền, anh em có thể để mưa nắng không ảnh hưởng gì cả nhé. Inox 304 cho anh em nhé. Đó, hình thức nó như thế này. Mã M20 có giá là 190.000 đồng một cái thì em về được 1-2 cái thôi. Lại thêm một cái. Lại thêm một cái em ghi nhầm mã này nhé. Mã M40 này có giá là 220.000 đồng nhé. Em về được một cái que góc này duy nhất này. Một cái duy nhất mã M40 có giá là 220.000 đồng cho anh em nhé. Đấy. Hình thức khá là đẹp này.
Tổng chiều cao của nó là 29cm nhé. Bề rộng ở đây là 13,5cm. Và chiều sâu ở đây là 9cm nhé. Độ dày của nó vẫn là 3mm cho anh em. Đấy, hàng ke góc bằng inox rất là đẹp. Cái này thì em chỉ có một cái duy nhất thôi anh em nhé. Đây, tiếp tục một cái duy nhất thôi, M21 có giá là 250.000 đồng một cái này. Tổng chiều cao của nó là 25cm này, chiều rộng 20cm này, và chiều sâu ở đây là 19,5cm nhé. Vẫn là inox bản 3mm. Cái ke rất là lớn như thế này này, anh em có thể chế cháo rất là tiện dụng. Có những cái lỗ đã được khoan sẵn ở đây cho anh em này. Đó. Mã M21 có giá là 250.000 đồng một cái nhé. Và em chỉ có một cái duy nhất thôi. Tiếp theo là những cái ke góc này dày 5 đến 6 mm này. Ở đây là 5mm anh em nhé. Ke góc dày 5mm này. Đấy. Rất là dày, rất là chắc chắn. Tổng chiều cao là 24,5cm. Rộng ở đây là 4cm này. Và sâu ở đây là 7,5cm, có nghĩa là cái chiều vào bên trong. Đấy, anh em thấy nó hàn rất là chắc chắn nhé. Đấy. Mã M22 có giá là 160.000 đồng một cái cho anh em nhé. 160.000 đồng một cái này. M22 em có 4 cái này. Tiếp theo lên nha anh em, mã M23 có giá là 150.000 đồng một cái nhé. Đấy. Ở đây thì nó sử dụng điện là 24V. Đây là những con đèn báo nhé. Đèn báo sử dụng điện 24V. Đấy. Nó gồm một còi này và ba đèn ba màu, có nghĩa là một màu xanh, một màu đỏ và một màu vàng nhé. Nó báo thiết bị máy. Đó. Hàng Quilai của Hàn Quốc. Tổng chiều dài của nó lên tới là 15,5cm này. Có 3 cái đinh ở đây cho anh em có thể cố định xuống dưới thiết bị này. Và đường kính của nó là 4,5cm anh em nhé. Đấy. Một còi báo và ba đèn, một đèn ba màu. Đèn được sử dụng đèn màu LED anh nhé. Đấy, đèn LED bên trong nhé. Thế nên mà nó chỉ có một khung trắng bên ngoài thôi. Đấy. Mã M23 có giá là 150.000 đồng một cái cho anh em. Tiếp theo mã M24 là giá 30.000 đồng một cái này. Ở đây thì có những cái ổ cắm của Hàn Quốc. Đấy. 16A 250V. Công suất của nó rơi vào khoảng hơn 3.000W một chút anh em nhé. Hơn 3.000W. Đấy. Hàng toàn tiếng Hàn, mình không hiểu được gì cả anh em ạ. Tổng chiều dài ở đây là 14,5 này. Rộng là 5,5 này. Và dày ở đây là 4,2cm. Nó có 3 ổ cắm nha anh em lưu ý nhé. Đấy. Chân của nó này có tiếp địa đàng hoàng này, chân có tiếp địa và ổ cắm chỉ sử dụng ổ cắm tròn nhé. Đấy, và trong những cái ổ cắm thì nó có những cái đầu để cản những cái vật nhọn hoặc là trẻ em chọc đồ vào đây. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nó màu trắng không? Nó che đi được những cái khi mà mình cắm chưa đủ sâu, chưa đủ chuẩn thì nó sẽ không chạm được vào cái tiếp địa bên trong. Đấy, thế nên mà nó rất là an toàn cho những gia đình mà có những trẻ nhỏ anh em nhé. Đấy. Mã M24 30.000 đồng một cái này, 3 ổ nhé, 1, 2, 3. Và mã M25 thì nó là 20.000 đồng một cái và có 2 ổ thôi. Đấy, hình thức thì anh em lưu ý nhé, hàng tháo máy thì có những cái xước sát và có những cái bụi và keo như thế này. Đấy. Sẽ lau qua cho anh em khi giao hàng cho anh em nhé. Đấy. Nó sẽ không tránh khỏi được những cái xước sát, anh em lưu ý nhé. Đấy. M25 20.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo mã M26 này có giá là 100.000 đồng một cái này. Ở đây tiếp tục về được cho anh em những loại ổ cắm 6 ổ này. 6 ổ này. Dây thì nó dài chỉ khoảng 80 thôi. 80 đến 1 mét thôi anh em nhé. Đấy.
anh em lưu ý nó rơi vào khoảng 80 đến 1 mét thôi, vì ở đây là tiêu chuẩn của trong nhà máy của nước ngoài rồi, dây không được quá 1 mét đến 1 mét rưỡi nhá. Đấy, đây là tiêu chuẩn dây khi mà từ những cái át ra ổ cắm. Đấy, đây những đầu dây thì họ đang còn những cái ấy, họ đang cắt như thế này rồi đây. Đấy, đã bọc màng co mọc gen co nhiệt như thế này nhá. Đấy, mã M26 có giá là 100.000 đồng một cái này, hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Sử dụng điện là 16A, 250V, hàng Made in Korea ấy, anh em vẫn có thể thấy nhé. Hàng toàn tiếng Hàn thôi, mình cũng không đọc được những cái thông số ở đây đâu. Và những cái thông số đơn giản như số thì 3000W thì mình có thể đọc được. Và ở đây có 6 ổ cắm này, anh em có thể chia đều. Khi mà sử dụng 6 ổ cắm thì mỗi ổ cắm anh em chỉ sử dụng khoảng 500W. Đấy. Còn khi anh em chỉ sử dụng một ổ cắm thì anh em có thể sử dụng lên tới 3000W anh em nhé. Đấy, một công tắc ở đâu, nó như một công tắc tổng. Rồi, anh em về cố định lên bờ tường thì có thể khoan hai lỗ ở đây. Anh em có thể bắt con ốc vít dài vào lỗ vào tường, rất là đơn giản thôi. Mã M26 100.000 đồng một cái anh em nhé. Hàng về có số lượng cho anh em này. Tiếp tục là mã M27 anh em nhé. M27 này, nó có hai loại. Đấy. Hàng thì là hàng sản xuất tại Trung Quốc nhưng xuất cho thị trường Hàn Quốc nhé. Hầu như là có tiếng Hàn hết ở đây anh em nhé. Và có rất là nhiều tiêu chuẩn của Hàn Quốc này và tiêu chuẩn của châu Âu nhé. Đạt tiêu chuẩn thì nó mới sử dụng được những công ty của nước ngoài. Đó. Điện đầu vào là 100-240V và điện đầu ra là 12V 5A. Anh em có thể thắp những cái đèn LED đã mua sẵn ở bên em, những cái đèn LED lớn đấy. Đấy, những cục nguồn này thì có thể sử dụng cho những cái đèn LED đấy, rất là ok anh em nhé. Gồm một dây nguồn, đấy, dây nguồn cũng của Hàn Quốc này, gồm một dây nguồn của Hàn Quốc này, đấy, sử dụng rất dây rất là ok này. Đấy, ba sợi nhé, dây thường của nước ngoài thì nó là ba sợi, ở đây một sợi, đây một sợi và một sợi tiếp mát này, có nghĩa là ở đây những cái đầu tiếp điện nó như thế này và nó sẽ thiết kế vào đúng chuẩn rồi. Đây anh em cắm vào này. Đấy, cắm mạnh vào một chút rất là chắc chắn nhé. Đấy. Rồi, bộ nguồn này có giá là 100.000 đồng một bộ, M27 này, 100.000 đồng một bộ nhé. Nguồn adapter 12V 5A công suất. Tiếp theo mã M28 có giá là 120.000 đồng một cái anh em nhé, 120.000 đồng một cái. Ở đây thì có những chiếc khay bằng inox cho anh em này. Anh em lưu ý nhé, hàng tháo máy quăng quật thì nó hơi cong một chút này, anh em có thể thấy này. Nó hơi cong một chút nhé, nhưng không ảnh hưởng gì đến sử dụng anh em nhé. Đấy, hơi cong một chút. Đấy. Thì ở đây có ba cái lỗ trên nữa đây. Để cho anh em cố định vào tường này. Đây, anh em có thể nhìn như thế này, anh em có thể ba lỗ đây anh em cố định vào tường này. Ở đây thì anh em có thể để những cái vật dụng đơn giản nhỏ nhỏ, kích thước bề rộng nó không quá là 5,5cm nhé. Đấy, chiều dài của nó lên tận là 62cm nhé. Đấy. Ở đây là một cái tấm inox nguyên khối nhé. Nó đã được bo bốn cạnh và hàn lại này. Đấy, hàn lại từng chi tiết này. Đấy, bo bốn cạnh và hàn lại nhé. Đấy, ở đây thì những inox 30, xin lỗi nha, inox 304 anh em có thể để ở trong nhà tắm hoặc để những thiết bị sử dụng thiết bị đồ bên trên, rất là tiện dụng này. Đấy. Đấy, inox thì dày tận là 1,5mm nhé, 1,5mm. Ở ngoài thị trường mình thì những inox dày như thế này là rất là khó kiếm này. Đấy, và nếu mà có thì họ cũng không sẽ uốn được như thế này, không đủ kỹ thuật để uốn được như thế này. Đấy. Mà nếu mà uốn được thì giá thành cũng rất là cao anh em nhé. Đấy. Anh em có thể để thiết bị trong nhà tắm. Đấy. Rất là ok. Mã M28 có giá là 120.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo mã M29 có giá là 40.000 đồng một thanh này. Ở đây em có 3 thanh nhôm, đấy, tổng chiều dài của nó là 56cm anh em nhé.
40.000 đồng một thạch. Kích thước nhôm là 3x3 này, nhôm định hình 3x3, M29 có giá là 40.000 đồng một thanh, em có 3 thanh nhé. Tiếp theo mã M30 này cũng là nhôm định hình, kích thước là 3cm x 3cm này, tổng chiều dài là 67cm. Mã M30 có giá là 50.000 đồng một thanh cho anh em nhé. 67cm này. Anh em lưu ý nhé, hàng tháo máy đã qua sử dụng thì có những cái lỗ đã khoan sẵn này, và có những xước sát có sẵn này. Đấy, anh em lưu ý nhé. Mã M30 có giá là 50.000 đồng một cái, một thanh. Ở đây thì em có 4 thanh này. Tiếp theo mã M31 có giá là 60.000 đồng một thanh này, và tổng chiều dài của nó là 70,5cm nhé. Vẫn là nhôm định hình kích thước 3x3, 70,5cm. Mã M31 có giá 60.000 đồng một thanh, em có 4 thanh nhé. Tiếp tục mã M32 có giá 70.000 đồng một thanh này, tổng chiều dài của nó là 76,5cm, 76,5cm anh em nhé. Đấy. Mã M32 có giá là 70.000 đồng một thanh này. Em cũng chỉ có 4 thanh, dài 76,5cm cho anh em nhé. Tiếp tục mã M33 có giá là 150.000 đồng trên 2 thanh. Đấy. Ở đây thì em chỉ có 2 thanh duy nhất, có tổng chiều dài là 84cm. 84cm này, 84,5cm anh em nhé. 84,5. Đấy. Có 2 thanh, bán cho anh em cả cặp. Mã M33 có giá là 150.000 đồng cho một cặp này. Đó. Tiếp tục mã M34, em về được một ít cái chổi. Đấy, chổi này thì cọ của này của nó bằng nhựa nhá. Có giá là 60.000 đồng một cái nhá. Rồi, tổng chiều dài của nó là 26cm này. Chiều dài phần cọ là 16cm này. Đấy, cọ này thì đường kính của nó rơi vào khoảng là, cọ này rơi vào khoảng đường kính là 5,5-6cm. Đấy, em sẽ đo kích thước như thế này cho nó chuẩn hơn một chút cho anh em nhé. Thước kẹp thì nó rơi vào khoảng là 5,8-5,9cm nhé. Đấy, cho anh em về có thể vệ sinh những cái đường ống. À, cái ống này thì anh em, cái cọ này thì anh em có thể bóp lại, nó rất là nhỏ nên mà những đường ống nhỏ hơn từ 5,9, từ 6, đường kính 6cm là anh em có thể vệ sinh được rồi nhá. Đó, mã M34 60.000 đồng một cái này, anh em lưu ý nhá, trục của nó được làm bằng inox nên mà rất là bền cho anh em này. Đấy. Ở đây có 3 nấc trục. Trục của nó có 3 nấc, một nấc là 10mm, một nấc là 15mm này, và một nấc là 20mm này. Anh em có thể chọn những cái motor để xoay, hoặc là những cái đầu nối để xoay để vệ sinh bằng tự động cho anh em, rất là tiện dụng nhé. Mã M34 có giá là 60.000 đồng một cái thôi. Ở đây em có một ít thôi. Tiếp theo mã M35 có giá 80.000 đồng một cái này. Em có hai cái chân thép. Đấy, được sơn đen anh em nhé. Chân thép được sơn đen cho anh em về chế cháo nhé. Giá 80.000 đồng một cái mã M35 này. Tổng chiều cao của nó là 21cm nhé. Đấy. Thân có kích thước là 5cm x 5cm của anh em. Vuông 5cm anh em nhé. Mặt đế này có kích thước là 12cm x với 6cm, và dày là 8mm nhé. Đấy. Miếng thép dày 8mm, có những cái lỗ sẵn cho anh em có thể bắt ốc này. Đấy. Mặt trên cũng có kích thước là 8cm x với 7cm và dày là 8mm nhé. Vẫn có những cái lỗ đã taro sẵn gen cho anh em bắt ốc này. Đó. Mã M35 có giá 80.000 đồng một cái. Chân như thế này em có hai cái rồi nhé, hai cái duy nhất thôi. Tiếp theo mã M36 giá là 500.000 đồng một bộ combo này. Đấy. Combo gồm vít me ray trượt nhé, cho anh em chế trục Z máy hàn xeo pin này. Đấy. Bước 5 và hành trình 8cm rất là ok này. Đấy. Bước 5 hành trình 8cm
anh em có thể chế những trục jet hàn Shelby. Đấy, ở đây thì hành trình có thể thấp hơn một chút nhé. Đấy. Đấy. Ồ, 5 châm à. Đấy, hai đầu thì có thêm những hai cục 5 châm, rất là nhiều 5 châm ở đây, hai đầu cho anh em nhé. Đấy. Tổng chiều dài ở đây thì là 32,5 cm nhé, chiều cao ấy 32,5. Bề rộng ở đây là 9 cm và bề dày cũng là 9 cm nhé. Ở đây thì anh em có thể bắt ra những con motor 200W, size 60 hoặc là 400W đều được nhé. Đấy. Đấy, anh em có thể bắt những con step size 60 rất là tiện luôn, rất là gọn luôn, vừa khít anh em nhé. Mã M36 này có giá là 500.000 đồng một cụm này, hàng rất là đẹp. Đấy. Rồi tiếp theo mã M37 có giá là 260.000 đồng một bộ như thế này. Em về được hai bộ nhé, gồm một bộ khung nhôm và một tấm inox ở đây này. Anh em có thể về làm bảng hiệu. Đấy. Inox rất là đẹp, nhìn rất là lạ nhé, anh em có thể dán chữ lên đây. Đấy. Nó được bo cong hai viền, ba viền như thế này. Đấy. Rồi tổng chiều cao toàn bộ ở đây nhé, em đo toàn bộ tổng chiều cao luôn đi, là 23,5 cm nhé. Đấy, bề rộng toàn bộ này đã lên là khoảng là 38 cm nhé. Đấy. Độ dày, dày nhất ở đây là 8 cm nhé. Kích thước đế có kích thước là chiều dài là 16, rộng là 8 và dày ở đây là 1,5 cm. Ở đây những thanh nhôm có kích thước là 3 cm x 3 cm nhé. Và cái này thì là 3 x 6 nhé. Đây có đầy đủ những cái ốp hai đầu này. Đấy, có những cái thanh nhựa để che ở đây này. Ở đây có thêm hai con lùa để cho anh em có thể bắt những cái thiết bị đằng sau này. Đó, rất là tiện dụng nhé. Mã M37 có giá là 260.000 đồng một bộ như thế này. Và em có hai bộ thôi. Rồi, anh em mua hàng thì có thể inbox và gọi điện cho em qua số điện thoại em để trên góc màn hình. Đấy, anh em mua hàng thì nhớ đăng ký kênh để nhận những thông báo về video mới nhất, để có thể săn được những món hàng mình ưa thích sớm nhất anh em nhé. Đấy, anh em mua hàng thì lưu ý nha, check giúp em phí ship vì những cái món hàng có thể là nặng hơn bình thường. Đấy, thế nên phí ship có thể cao hơn. Anh em lưu ý những vấn đề trên giúp em nhé. Video hôm nay thì em xin phép kết thúc ở đây. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ. Chúc anh em làm ăn phát tài phát đạt. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.